Chào các bác cô chú anh chị. Chắc bây giờ các bác cô chú anh chị đang trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đúng không? Đấy thì năm nay thì nó có dịch bệnh thì nghỉ suốt từ Tết giờ mà. Thì cảm giác nghỉ nó cũng chán trường rồi. Thôi thì cũng hy vọng là nó sau cái đợt nghỉ này nó kết thúc cái chuỗi ngày dịch bệnh để trở lại cuộc sống bình thường. Nhiều gia đình doanh nghiệp điêu đứng lắm rồi. Còn thấy anh em trên cây cảnh vẫn mạnh lắm. Càng dịch càng mạnh hay sao? Đấy, nói vui chút các bác. Nhưng mà thế giới mà nó chưa khống chế được thì mình thì cũng vẫn là cô lập thôi. Vẫn là cũng không khá lên được, nhưng thôi, cố gắng phần nào được thì kinh tế nó đỡ kiệt quệ. Nhưng cái chuyện nó là của các cụ anh em ta thì thôi. Để riêng về cái món cây thì cứ tiếp tục mà bắt được cây nào và làm được cây nào, hoặc là thậm chí thương mại được cây nào thì là rất tốt. Rồi nhá, quay trở lại hôm nay tôi sẽ làm gọn gàng bóng tán cho cây này. Cây xanh trực rất là đại thụ, cực kỳ đại thụ luôn. Cây này cao chắc độ tầm hơn 35 phân. Đấy, rất trực. Bệ bãi nó như bệ nhãn luôn các bác, xòe tứ diện, mặt nào cũng đẹp. Đấy, một cây rất là đẹp. Cây rất đẹp, bệ vệ, tay cành đóng, tay này đóng rất hay, tôi thích nhất cái tay này. Còn lên đến đây thì từ đây lên đến ngọn nó hơi bị đường thẳng một chút, nhưng mà thôi không sao, nó vẫn là một cây rất đẹp. Nếu mà sau này mà có ý tưởng táo bạo thì có thể sửa. Nhưng hiện tại tôi cố gắng tận dụng, bởi vì cây này thì thực tế tôi không phải là người làm đầu tiên, nên là tôi chỉ là sửa triệt để lại thì nó hơi ngại. Không phải hơi ngại mà nó có nhiều cái vấn đề khác nữa, các bác thôi không quan tâm. Nhưng mà cây này muốn đẹp thực sự thì phải sửa lại, còn không thì chơi này cũng là rất là đẳng cấp rồi. Đấy, tôi vẫn chỉ làm hai tay một ngọn thôi các bác nhé. Cái lối làm của tôi là dằm thoáng và rụt. Tất nhiên là nó theo form cây, cây nào lùn rụt thì dằm chắc chắn phải rụt rồi. Đấy, cây nào bay thì làm dằm bay. Đấy, thì có những cái dằm mà tôi lấy bây giờ thời điểm hiện tại đẹp rồi, nhưng mà có thể thời điểm sau tôi sẽ bỏ đi. Tôi thường xuyên là thanh thải dằm, dằm luôn thoáng và có những cái dằm mới. Đấy, cây này thì làm vẫn làm hai tay một ngọn thôi. Làm cây mini càng làm đơn giản càng đẹp lắm nhé. Đừng làm nhiều tham rối dằm. Đấy, thì đảm bảo là vừa lúc chơi lá cũng đẹp mà rút dằm nó cũng đẹp. Nhiều các bác bây giờ chơi theo phong cách tạm gọi là phong cách phố đi, nhưng mà cây mà để lá thì chắc chả nhìn thấy gì. Nhưng mà thực tế chuyên sâu nó cũng không phải là như vậy, mà đã chơi đẳng cấp là phải có lá cũng đẹp, mà vặt dằm vặt lá ra thì chơi dằm cũng lại rất đẹp. Đấy, thì cây này tôi làm 1, 2, 3 toàn bộ cái này mảng này là quả phúc. Thì phía bên này tôi vẫn xây dựng, phía này tôi cũng xây dựng, phía bên này tôi cũng xây dựng, phía này tôi cũng xây dựng. Tất cả nó như một cái nón, hình 3D nó là như một cái nón, còn hình phẳng nó là cái tam giác lệch, nó lệch sang bên này. Thì nón thì những cái mặt trước sau này thì để bông đỡ thôi. Các bác tính ra thì nó vẫn là những cái tay cành, nhưng thực tế tròn ở đây nó chỉ là một cái quả thôi. Tôi vẫn tính là hai tay một ngọn thôi, thì các bác dễ hình dung cái phong cách làm nhé. Ok, bây giờ tôi dựng máy để tôi cắt cái cây này. Cây này không vặt lá các bác nhé, tôi chỉ tỉa lại bông tam bông răm thôi. Rồi, có thể sẽ hơi tối các bác nhé. Làm điệu thuốc với cỡ hốc nước các bác. Hoàng đồng hoàng. Ngày hết thuốc của mình cũng ăn cho. Làm từ trên xuống rồi đỡ phải nhặt.
Cái này phải xa xa đứng phê. Phê không? Quá phê. Mỗi khi các bác nhìn thấy tôi vặt lá nó rất táo tợn không? Tôi vặt rất nhanh. Nhưng mà thực tế là tôi muốn nó thưa bớt. Tôi vặt không thương tiếc gì mà cứ sụt 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 này. Nhưng mà đại loại là tôi lọc bớt đi dăm đấy chứ. Đấy, thế và các bác đừng học theo cái cách đấy nhá. Vì tôi có ý đồ của tôi mới làm thế thôi. Tùy cây. Thì cây này tôi làm, các bác nhìn, còn cái việc vặt lá tôi không nói, việc tỉa dăm của tôi ấy, tôi cho rằng chắc ít ai mà làm được như tôi ấy. Có lẽ là cái khái niệm dăm 3D ấy thì đúng với cái lối làm của tôi hơn. Các bác nhìn thấy dăm của tôi đều. Và tôi tất nhiên có những cây nó chưa hoàn thiện, nhưng mà tôi hướng tới là cái dăm nó đều và không quá dày. Thứ ba là có những khoảng sáng nó lọt được qua những cái dăm, kẽ dăm, kẽ dăm. Đấy, và chúng ta nhìn vào được giữa này. Mặc dù vẫn có dăm có lá, chúng ta vẫn nhìn được vào giữa những đường xương này. Đấy, các bác nhìn, chiều nào nó cũng có dăm, chứ không phải là làm phẳng một cái quả đây mà rất đều như chải tóc. Không phải, tôi cho rằng đấy không phải là đẹp. Đấy, đấy chỉ là một chiều. Tôi thích nó 3D như này. Tôi thích dăm 3D như này. Và nó rất là thoáng, nó rất là thoáng các bạn. Cho nên các bác nhìn thấy tôi lùa từ dưới lên trên rồi nhìn từ trên xuống dưới, không có cái nào nó đè cái nào cả. Làm dăm tôi làm, tôi cắt rất là tỉ mỉ, từng cái một nhé. Và cắt đúng cái đoạn trên khớp ấy. Sau đấy là nó sẽ đón những cái dăm mới nó ra. Chứ không phải là cắt này đâu các bác nhé. Tôi vặt lá thì tôi vặt rất là nhanh, nhưng mà tôi cắt ấy, thì các bác cố gắng để ý, nếu mà các bác nào mà thích cái phong cách của tôi nhé, hoặc là muốn hiểu thằng này nó đang làm cái gì ấy, mà nó lại cứ tỉ mỉ thế ấy, thì là tôi đang lùa mũi kéo vào từng những cái nhỏ như này này, tôi cắt và tôi muốn nó không có cái nào đè lên cái nào, vẫn sóng mà vẫn nhìn được từng cái đường xương chạy đến tận cuối này mà vẫn đảm bảo độ dày của dăm. Đấy thì các bác, cái cây này giờ nó đẹp, nó rất là đẹp rồi, rất là đẹp rồi các bạn, rất là đẹp. Đấy, con nhìn thích rồi, quá thích chứ, chân bệ này. Xuất sắc. Chỉ mỗi cái điểm này, nhưng không quan trọng, tôi sẽ đánh dần cái tay này ra đây, dâng tạm lên một chút thì nó sẽ đỡ cái cảm giác đấy. Đẹp quá các bác. Tôi những cái luật là đấy, không có chỗ nào bị che chỗ nào, nhìn vẫn lọt ánh sáng từ trên xuống dưới, không có cái bông nào bị không có cái bông nào che bông nào, không có cái dăm nào đè lên nào. Đấy các bác nhé. Đấy là cái mục đích tôi muốn hướng tới. Chứ cắt dày thì cứ thế này, và cắt thì nó dày bí thôi, mà sau lên cùng một chiều cao nó dày bí rồi. Tôi không cùng chiều cao đâu các. Tổng thể nó vẫn góp thành cái hình nón lệch này, nhưng mà nó gọi là dăm 3D. Thì thôi các bác cứ cố gắng hiểu tôi đang muốn nói gì các bác nhé. Các bác nào chê trách mà nó làm xấu hoặc là chưa ăn thua mà nói như nói phét thì thôi. Tôi xin lỗi các bác. Đấy. Đẹp, một cái rất là đẹp, thành công đấy các bác. Rồi, cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.